Hello Ngọc Diễm, chào cả nhà nha. Cả nhà coi chuột nè, em đương nấu cơm. Đây nè cả nhà, em đương nấu cơm, đương làm đồ ăn. Chuột nó quậy, hồi nãy giờ nó đi ra ngoài kia xong, giờ nó vô đây nó quậy của em. Chuột à, con đương làm gì đó? Con đương tắm ở đâu? Tắm nước mẹ ơi. Coi cả nhà, cái thau rửa chén của em á, thau nước rửa chén của em á, em đã dành để giờ đựng chén em rửa đó, mà nhảy vô thau ngồi, có ai như nó không? Con có chào ông bà cô chú không? Hả? Có chào không? Cả nhà thấy nó quậy gì? Quậy sắm hồng quậy. Ở nhà có hai mẹ con em làm, phải để cho nó là quậy gì nè. Em nấu cơm xong em quay lại em tắm nó. Nấu cơm xong quay lại tắm nó rồi cái đồng mới cho nó ăn cơm. Mới yên nó được làm chứ giờ còn mà nó mà bắt nó mà giữ nó kè kè thì đâu có được làm đâu. Đau quá mẹ ơi. Cái tay con bị gì vậy? Đau quá mẹ ơi. Cái tay con đau quá hả? Tay con bị sao? Hả? Tay bị sao? Bị gì? Tay đó bị gì? Tay đó chảy máu á hả? Làm gì chảy máu? Quay cái đít lên trong bà cô chú coi, cái đít nó đi nãy giờ nó đi lùi xình, đứng lên. Quay qua đây, quay qua đây. Đây nè. Cái đít nó đi lùi xình đen xì luôn rồi, lắc cái bông quay. Lắc lắc gì đó hả? Trời ơi, cái ai như nó quậy không cả nhà. Đó. Vô thao em vậy đó, tắm. Vô đó nó thôi nó tắm hồ bơi. Cái ai như nó không, nó vô đó nó tắm hồ bơi. Phải không? Phải không chuột? Chuột ơi, phải không? Vậy đó, vậy đó. Cả nhà xem rồi chuột nó phá của em rồi. Nó đi lôi vô to trong toilet, nó bơm nước rồi nó lôi ra rồi cả nhà. Né ra, nó kêu né ra, cả nhà thấy nó phá không? Nó ra đi chơi đi, nó lôi vậy nè. Thấy không, nó bưng không nổi. Nó bưng không nổi, nó biết đường, nó lôi luôn. Cả nhà thấy nó không? Thấy nó quậy chịu đời nổi không cả nhà? Đó. Chơi vậy đó. Ở nhà có mình nên đó, cả nhà. Em thì em lo em làm. Em lo em làm lu bu có mình nên đó đó. Rồi cái đầu nó chơi, nó quậy, nó kiếm đường, nó chơi tội nghiệp lắm cả nhà. Đó. Ít bữa đi học giờ, ít bữa đi kiếm chỗ cho đi học rồi, cho có trường học rồi, đi lại trường học rồi, đó, đi lấy cái gỗ lực bún của em luôn. Ai dạy con vậy chuột? Chuột ơi, ai dạy con phá vậy? Hả? Ai dạy con kiếm đường con phá vậy? Ôi ôi phá. Con cá. Con cá gì? Con cá màu hồng. Cái đó cái gì? Hả? Cái đó cái gì con nói bà cô chú nghe coi. Em còn đương niêm đồ ăn, đương nấu đồ ăn lên đây nè cả nhà. Đương nấu canh cải cải xanh cho chuột ăn. Và bên đây thì cái nồi mắm chưng của em nè cả nhà. Đó. Chưng nó giờ gần cả tiếng rồi mà chưa chín nè cả nhà. Đó. Còn ông chuột thì cứ để cho ông quậy. Chút xíu nữa xong em nấu canh xong em niêm xong rồi. Con quậy gì được chưa chuột?